Rồi, hôm nay gửi quà sinh nhật nè. Hôm nay học gì, vô trường học gì mà chị đã? Con biết. Trời đất ơi, đi học mà không biết gì tào lao vậy? Không biết gì tên. Không biết gì. Ủa, này giống như của mẹ vậy, phải của con đâu, Nocibe là của mẹ đó. Trời ơi, này Nocibe mà ba đâu phải của nó anh. Đi đâu, thấy người, đi đâu, hỏi thấy thì hỏi anh. Rồi. Lộn hả? Chưa, từ mở từ coi. Mở từ. Lộn hả? Lộn rồi. Phải không? Cái này Nocibe mà ba. Để đi đâu, mở ra coi. Phải không? Ta anh tự đi mẹ con. À, có con keo không? Có con keo. Từ từ để ba ấy. Rồi nó bẻ gãy mẹ nó cái hộp. Nó bẻ gãy cái hộp rồi. Wow. Đàng hoàng đứa coi. Tao tặng cho hai cái áo đẹp quá vậy. Để mặc được mùa thu nè, đúng rồi. Wow. Đẹp quá. Wow. Dễ thương như vậy. Sao con biết vậy? Con biết cái áo đó luôn hả? Để coi, đưa cái áo này lẫm lá lên. Lẫm cá lên để cái chân nó ấy bây giờ. Để dưới đất nó dơ bây giờ. Cảm ơn con. Cái này. Ờ, cái áo đó để bận đi học, mùa thu tới nè, mùa lạnh tới nè. Dễ thương quá ha. Để đưa cái này. Rồi, con merci tata đi. Merci tata. Ê, tông tông. Có cái này. Rồi, cái đó là ai cho con? Papi. Ủa, hai cái này là của Papi cho hết đó hả? Nó, cái này tata. Còn cái này là của ai? Của Papi lên rồi. Con. À. Có cái viết để đi học bài đó. Rồi thôi, đúng rồi, mẹ quay vậy thôi, ok không? Ra đi. Rồi, à, thấy rồi, đó. Rồi, cái cuốn sổ đó. Cái này kia nè. Cái cục gom hay gì đó. Cái coi thì mở ra. Cái giống như kim tuyến gì đó, dẻ đó. Dẻ hả? Cái này. Ừ. Cái đó là gì mẹ cũng biết, hỏi Mateo coi. Mateo! Sao sẽ qua? Mateo, mẹ chắc chắn xin Cadeau de Matisse. Content Matisse? Ouais. Ah!
phải không? Avec nous. Avec toi, tiens, avec toi, Mathilda. On va prendre la maman. Serre bien fort, la laisse pas partir. Hein. Regarde bien, hein. Regarde bien, Mathilda. Ne bouge plus. Regarde bien, depuis ma poche ici. On met le papa ici dans ma poche. Tu vois pour quel moment il est ici. Il est ici. Il est ici. C'est compté jusqu'à trois. Ouvre ta main. Waouh. Avec toi. Et serre bien fort. Regarde bien. Le 5 de pique ressort en dame de trèfle. Ça veut dire que sous la main maintenant, qu'est-ce que tu as? Regarde les morceaux, s'il te plaît. Regarde les morceaux. Le 5 de pique. Oh là là, mais attends, parce que j'aime pas terminer avec des morceaux. Donne-moi ta main. Serre bien fort les morceaux. Mets ta main comme ça. Et tu vas dire la formule magique. Je ne dirai jamais ce que les gens me disent de dire. T'as bien raison. Attention, compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Attends, je vais un peu chauffer la flamme parce que la chaleur de ton poing, les morceaux vont commencer à se coller les uns aux autres. Tu sens que ça se colle dans ta main? Non? Retourne ta main et ouvre doucement. Déploie, déplie. Déplie. Qu'est-ce que c'est? En route pour Fréjus, ville d'art et d'histoire. Non, on se croit des touristes. Sérieux. Elle ferme pas la porte. L'histoire de la ville, dont le nom en latin est Forum Iulii, débute au milieu du 1er siècle avant notre ère. C'est tout d'abord une étape sur la route menant de l'Italie vers l'Espagne à l'époque de Jules César. En quelques décennies, la ville devient une cité prospère et prend le statut de colonie de droit romain. Surplombant la mer, la ville se structure autour de son port avec une enceinte 21 mètres sur 3 niveaux d'arcade. Il pourrait accueillir plus de 10 000 spectateurs lors de combats de gladiateurs et de bêtes sauvages qui constituaient des moments de fête populaire. Il y a un concert. Au fil des siècles, l'amphithéâtre a servi de carrière de pierre et se retrouvait dépouillé de sa parure monumentale. L'édifice, classé monument historique depuis 1840. T'as pas peur? Ah bah ouais, elle fait 13 kilos, lui il fait 1 kilo. Moi je peux pas porter. Tu peux
Mà tôi vẫn một đồ tím dễ thương quá ha. Tới bữa đi chụp hình thấy đẹp ạ. Đẹp không? Xin chào mọi người. Chào mọi người. Hôm nay mình đi đâu đó mà chị đâu? Mình đi ra phê mua đồ ăn. Đồ ăn. Ôi và tù. Con sốt tì ôi và tù. Con sốt tì ôi và tù. Vì sao? Parce que Mathéo Gilles est sauté quand j'étais petit. Et quand vous qui baleine. Vậy hả? Rồi, con có muốn đi bateau nữa không? Un petit bébé baleine. Mathilda, con muốn đi bateau nữa không? Oui. Con muốn đi nữa hả? Oui, trop bien bateau hả? Vậy mẹ sắp xếp cho con kiếm đi bateau nữa nha. Pas tout seul. Ok, đợt này mình đi đâu ta? Mà chị đang muốn đi đâu? Con muốn đi à Disneyland. À Disneyland. Đi Disneyland sao đi bateau được? Disneyland hả? Ok, thôi vậy năm sau đi Disneyland đi bơi. À, oui, comme ça on va acheter des jouets. À, lên Disneyland là chị để acheter des jouets thế hả? Oui. Còn ông này. Chạy được không? Chạy được không? Dạ. Thôi đừng có bim bim nha Machida. Nó Machida ơi. Đã không? Sướng quá vậy ta. Trời ơi. Lên làm massage thì đúng rồi. Tại mẹ đang massage cái con dành của mẹ mà. Con là con dành của mẹ chứ. À. Massage đại đi, hồi mẹ còn đi tập thể dục nữa nè. Chút nữa đi chạy bộ với mẹ nha. Fini. Fini rồi hả? Đó, nó đang làm đó. Nam dựa vô. Ở đây tại con lùn quá, mẹ cao thì mẹ nó massage cái cổ với cái đầu mẹ nữa. Chứ con nhỏ quá. Lót cái gối với cái đít á, ngồi lên cho nó massage cái cổ ha. Mẹ nói là lót cái gối với cái đít á chứ sao con lót vô cái lưng nó đang massage mà. Comment tu vois là?
Bah après il y aura un la salle et tout qui fait un bali. Bah ouais. Chứ không có gì vậy ta. Xin chào mọi người. Rồi hôm nay bữa trưa của Majid ăn với ba mẹ. Majid nó sẽ ăn lê ghim nha. Cái ớt chuông này hả là con nít nó ghét lắm, nhưng mà hôm nay khuyến khích Majid ăn nha. Rồi Majid ăn thì cho mọi người xem nè. Ăn giỏi nha. Cái này nó có nhiều vitamin lắm mọi người, mà mấy đứa nít nó không có thích. Quay qua đây nè, ăn quay qua đây. Ngon không? Majid ơi, ngon không? Trời ơi, người ta ngọt ngon vậy thôi chứ. Rồi Machida cũng ăn nữa, phải không? Xin chào mọi người. Rồi xin chào mọi người, hôm nay hả là mấy mẹ con mình hôm nay buổi sáng thứ tư mình đi Carrefour đi chợ mọi người ơi. Rồi đi chợ mà điệu này hai má con mặc giống nhau mà thấy không? Rồi nay trời, nay Carrefour nó son quá trời. Tiền chút nữa ba đi theo mình. Ba đi theo mình. Chút nữa. Đi 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 lượm mỹ phẩm coi mẹ nè, đi mỹ phẩm BB nè. Trời ơi. Rồi nó tới giờ bả rồi đó. Rồi. Mua được mấy cái đồ này. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay là thứ ba mình nghỉ làm. Hồi sáng thì Dân ở nhà nấu ăn sẵn cho mấy ngày sau luôn rồi mọi người. Bây giờ hả thì hai mẹ con của mình đi đi mua đồ chơi cho nó, với lại sẵn Dân đi vòng vòng mấy cái cửa hàng á mọi người, để coi có cái gì rẻ son rồi nọ luôn. Mình mua rồi. Tối nay thì hôm nay Dân được nghỉ làm cả ngày mọi người, nên sướng là buổi tối nay có thời gian để đi ăn với lại tụi nhỏ đó. Thì tối nay thì mấy cả nhà của mình sẽ đi ra ngoài cái tiệm đồ nướng gần đây nè. Cái chỗ đó là chưa có ăn bao giờ mà cũng chưa có review cho mọi người xem, thì mình sẽ đi ra ngoài đó. Nó bán đồ của Mexico mọi người, thì mình sẽ ra ngoài đó và mình quay phim và chia sẻ với mọi người nha. Đó, chắc cặp tóc kìa.